Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn các dụng cụ cần có để pha chế hóa học trà sữa nhà làm. Thì các dụng cụ cơ bản như sau: còn có máy xay sinh tố, nồi làm chân trâu, nồi để ủ trà, bếp điện từ, căn điện tử, không thể thiếu đó là ly nhựa lớn và ly nhựa nhỏ, ống hút, shaker, đông định lượng, thau inox, giá múc chân trâu, giá để khuấy chân trâu, ba xà bùn, cây khuấy, cây vét sữa bằng nhựa, con dao, vắt cam, lược chân trâu, bình ủ trà, bình để đánh trà sữa, khuôn. Có rất nhiều loại khuôn thì tôi chỉ giới thiệu sơ bộ là khuôn, đây là khuôn để đổ thạch. Hộp để đựng những sản phẩm thành phẩm như là chân trâu, thạch. Cây đánh sữa. Rồi, thôi trong lúc bài học tôi sẽ giới thiệu thêm những cái dụng cụ cần sẽ bổ sung thêm cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.